Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra tiến độ, xem xét việc chấm dứt hoạt động dự án, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án khu du lịch Ba Hồ tại xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa do chậm tiến độ gần 10 năm. Dự án khu du lịch Ba Hồ do công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ sản xuất chế biến thực phẩm Thành Công làm chủ đầu tư, pháp nhân mới là công ty trách nhiệm hữu hạn Ba Hồ được Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cấp giấy phép chứng nhận đầu tư lần đầu tháng 10 năm 2008. Trong năm 2009, chủ đầu tư dự án được Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa giao đất diện tích 35 hectare, trong đó 23 hectare rừng sinh thái. Sở xây dựng cấp giấy phép xây dựng tháng 12 năm 2009 cho 60 hạng mục ở giai đoạn 1. Lần cuối cùng chủ đầu tư cam kết là đến hết tháng 9 năm 2018, dự án sẽ hoàn thành, được đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, thực tế đến nay, 60 hạng mục thuộc giai đoạn 1 mới thực hiện được 14 hạng mục, chủ yếu mới hoàn thành phần thô. Lý giải việc chậm trễ, chủ đầu tư cho rằng doanh nghiệp đang còn vướng một số thủ tục pháp lý về chuyển đổi pháp nhân, giấy chứng nhận đầu tư. Trong khi đó, diện tích rừng tỉnh giao hiện chưa có hợp đồng thuê rừng do cơ quan thẩm quyền chưa xác định giá thuê rừng cụ thể.